hello mọi người ha, thì bài hôm nay mình sẽ đi tới hôm trước là mình đã nói tới cái phần mà um, variable scope với example rồi hôm nay, ồ oh, cái này nó bị cái lỗi cái link này nè để để tôi fix lại ha, tự nhiên đang mở cái phần này mà cái link này nó bị highlight nè, nó bị uh, bớt nè để tôi fix này, hôm trước tôi refactor nó bị cái này luôn, không sao, vô tình thấy luôn. <laughs> hôm nay á, hôm trước mình học cái phần um, variable scope với lại um, các cái Variable Scope với lại cái uh, LATP -E uh, Rules của mình rồi Thì hôm nay mình sẽ đi sâu vào thêm một tí nữa Đó là mình nói về cái các câu lệnh điều kiện và các cái Người ta gọi là Boolean Operation Tức là các cái uh, không biết chính sao nhưng mà nói chung là các cái giá trị mà đúng sai Các giá trị luận lý á à, Thì trước tiên mà nói về các cái câu lệnh điều kiện á Để cho mình hiểu được á Thì mình phải nói về cái Boolean Operation And or not Ha à, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ đi vào cái này trước mình hiểu những cái căn bản trước à <laughs> ví dụ như là uh, đầu tiên này XOE XOE có nghĩa là hoặc ví dụ mình nói là uh, mày đưa tao năm um, ngàn hoặc là mày đưa tao một trái cam đi thì tao sẽ nói cho mày một cái bí mật có nghĩa là chỉ cần một trong hai điều đó đúng là được đúng không một là nó đưa mình năm ngàn hai là cho nó cho mình trái cam có nghĩa là chỉ cần một trong hai cái đó thỏa mãn điều kiện á thì mình sẽ nói cái bí mật ra đây vậy là cái o này á x or is này nó nó trả về một cái chu hoặc false khi nào à, nó trả về chu khi nào chỉ cần một trong hai cái đó đúng là được à, và đầu tiên x hoặc y này không phải là không không nhất thiết phải là một giá trị đơn lẻ mà nó gọi là một cái expression it's expression có nghĩa là một cái gì đó trả về một giá trị là được lát mình sẽ ví dụ cái này luôn để cho mọi người thấy rõ chứ không nhất thiết nó phải là một giá trị đơn lẻ được chưa? Còn x and y e này có gì? có nghĩa là gì? mình nói nó là em à, mày phải cho tao 5 000 với lại mày cho tao một cái cam nữa tao sẽ nói mày một bí mật có nghĩa là hai điều kiện này nó phải thỏa mãn hết thì nó mới đúng. À, đó là and được chưa? còn not y e có nghĩa là uh, nó đảo ngược cái, lại cái giá trị của expression có nghĩa là nếu cái expression cái giá trị đại diện bằng giá trị x này nè, mà false á, thì cái not 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 x thì bằng y đúng không? nó đảo ngược lại. còn cái này mà false, à, cái này true thì đảo ngược lại thành false. nhưng mà mình chú ý chính vì vậy cho nên cái này nó gọi là cái syntax này nè. những cái này nó gọi là short uh, circuit operator. có nghĩa là nó sẽ không có thực thi lúc nào cũng phải thực thi x và y cả hai bên lát tôi sẽ sau một cái example ra mọi người sẽ thấy kỹ hơn cái này cái này giả mình thấy x or y thì chỉ cần một trong hai cái đúng là nó đúng cho nên giả sử trường hợp này ít mà đã đúng rồi thì nó còn xét cái y không không đúng không nhưng mà ít nó đã sai thì y nó mới xét để nó xét thử cái y có đúng không để nó mới trả về đủ giá trị của nó đúng không còn ít với y này nè nếu mà ít mà nó đã sai thì nó có cần xét y không về mà về mà chỉ cần một cái sai rồi thì cái thứ hai đâu cần xét đúng không còn cái này mà đúng á, thì nó mới xét y xem thử y có đúng không thì hai cái này nó mới trở về đúng được chưa còn mình chú ý cái not x này nè ví dụ như mình ghi là not a bằng bằng b thì nó tương ứng là not rồi nó bao bọc cái cặp ở trong này lại có nghĩa là sẽ tính toán nó sẽ tính toán cái này ở trong ngoặc trước à, nó có một cái lower priority nó tính toán trong ngoặc trước rồi nó đảo ngược lại cái giá trị còn nhưng mà nếu mà mình ghi a bằng not b, mình đảo ngược thằng b lại để mình so sánh e thì cái này nó ra tắc error ha thì mình chú ý cái đó. Bây giờ tụi sẽ ví dụ cái này trước để cho mọi người hiểu về cái boolean operation và nhớ tất cả cái boolean operation trong trường hợp này nó sẽ trả về một trong hai giá trị thôi, đó là true hoặc false, ok. Thì trong trường hợp này tụi sẽ mở lên cái IDE lên cho mọi người ha. Ok, bây giờ tụi sẽ tạo lên một cái new uh, Python package. Trong trường hợp này tụi sẽ bài này mình nói là à uh, conditional uh, statement statement à rồi một cái bucket như vậy rồi tôi sẽ tạo ra còn cái file này là cái gì từ từ sẽ có bài mình nói về cái file này sau ha còn bây giờ nó tạo ra nó có cái file default như vậy mọi người cứ ignore nó trước đi ha sẽ có bài mình nói về cái đó ha bây giờ mình right click lên cái đó mọi người tạo ở ngoài cũng được không sao nhưng tụi muốn cho nó gọn á mà ha bây giờ nêu một cái Python thành file ở đây tôi sẽ đặt là đầu tiên là boolean operation trước ha để mình nói về cái này được chưa? Bây giờ mình nói ba cái này, à, bây giờ để tụ ghi chú ra 1 cái. Thứ nhất là mình nói lại x or y cái syntax thứ nhất ha. x and y. Rồi, not x à, hoặc là not của à, a bằng bằng v giống như này á, mình sẽ đi từ cái những cái đơn giản trước rồi bắt đầu mình sẽ nói tới à, sâu hơn để cho mọi người hiểu là cái x hoặc là y nó gọi là một cái expression. Chẳng phải không cần nhất thiết phải cho là một giá trị. à Bây giờ mình, uh, giả sử mình cho cái thằng x này uh, bằng true đi, được chưa? Bây giờ mình cho thằng x bằng true, giá trị luận lý. Y bằng false. Giả sử vậy ha. Rồi. Nhớ là giá trị boolean nó chỉ có một trong hai giá trị thôi. True hoặc false thôi. Yeah. Rồi bây giờ mình đi ra đầu tiên ha. Ví dụ mình nói là print ở cái gì? X này nè. y uh, Rồi. Bây giờ giả sử tụi chưa có run ra gì hết ha mọi người nhìn thử theo cái hiểu nãy giờ của mình á mình đoán là giá trị nó là gì nên nó nhớ o là nó trả về true khi nào một trong hai cái đó đúng thì nó trả về true và khi mà cái x này nó để true thì nó có cần xét tới y không không à, lát mình sẽ có một cái minh chứng cụ thể Để mình chứng minh là thằng y này nó không xét tới luôn ha rồi bây giờ mình run ra cái ha right click run này lên đó là in the true này được chưa nhưng mà cả hai thằng này mà false ấy, thì tất nhiên hiển hiển nhiên là gì nó sẽ false và lúc này nó xét thằng ít nó thấy false nó xét tới y à, nó khác cái trường hợp hồi nãy nó thêm một cái bước nữa Và false một ý ha mình hiểu ha bây giờ duplicate lên x and y rồi nhớ lại cái tôi vừa nói một cái gì đó và một cái gì đó thì nó trở về true khi nào cả hai cái đều true hết thì mới được ok còn một cái false thì sao thì nó false thì nó sẽ nếu nè x đã false thì y nó không có xét nó không có Uh, nó không có evaluate, uh, evaluate cái thằng y này mà x true thì thằng y này nó mới xét để xem thưởng y nó có true không đúng không trong trường hợp này mình thấy nó sao nó trả về false là chính xác luôn này trong thứ hai này nó false nếu mà chỉ trong một trong hai thằng false uh, là nó trả về false rồi cái cái này false bây giờ true đi chọn x true cho thằng y false trong trường hợp này ha false thì nó cũng trả cho false ha ok chưa còn hai thằng true hết thì nó trẻ về trù và thằng trên cũng true luôn cái này thì mình giải thích rồi mình focus cái này được chưa rồi uh, not x là nó đảo ngược lại tức là mình print uh, not x uh, not x thì là gì đảo ngược của x là gì thành false vậy là nó in ra cái thứ ba nữa là gì false à, rồi control rồi. false được chưa bây giờ mình nói là not của ví dụ như là một uh, bằng bằng hai được chưa một có bằng hai không không là cái này là false mà nó đảo ngược lại của false là sẽ là true cho nên cái này nó sẽ in ra là true ok rồi true 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 rồi bây, giờ basic là mình hiểu như thế này là ok rồi nhưng mà mình phải hiểu sâu lên một tí nữa cái x và cái y này á nó có thể hoàn toàn trở về từ một cái function chứ không phải nhất thiết nó là một phải phải là một cái giá trị và bây giờ tôi sẽ show cái demo ra cho mọi người thấy là khi nào nó evaluate kể hai phía luôn Tức là cái thằng thứ hai này là khi nào nó evaluate Ok Bây giờ tôi Cái này mình ok hết rồi Tôi xóa hết cái này đi ha Rồi Delete Bây giờ tôi sẽ define một cái function tên là this uh, Function này nó rất đơn giản Tôi sẽ in ra một dòng thôi Print uh, This Và tôi sẽ return Cái này là Return trong trường hợp này là return true trước uh, Cái function này nó sẽ return một giá trị luận lý là true rồi tôi sẽ define thêm một cái là that define một function tên that lát mình gọi ra this that cho nó dễ hình dung ha tôi sẽ print ra uh, that được chưa? và ở đây tôi sẽ return trong trường hợp này giả sử sẽ return cái này return false đi được chưa false thằng này return true rồi bây giờ mình chú ý nè tôi sẽ print ra được chưa tôi sẽ gọi cái function this or trước ha, or last được chưa? Cái function khi mà gọi this này nó sẽ return gì? false. Còn cái last thì nó sẽ return true. Trong trường hợp này mình thấy là cái này nó false. Cho nên chắc chắn cái thằng thứ hai sao nó phải xét, xem xét thử cái thằng thứ hai có true không để đặt nó trả về. Cho nên mình sẽ thấy cả hai cái nó đều evaluate hết. Nè, mình chú ý này. Nè thấy không? This này, that, này, true. Được chưa? Nhưng mà giả sử bây giờ tôi thay đổi lại nè Thằng this này nó trẻ về true Thằng này nó trẻ về false Thì mình sẽ không thấy chữ dash này Đó được in ra nữa Tại vì nó đã thấy true Mà cái biểu thức này là all Cho nên chỉ cần một thằng ở trước mà true rồi Thì nó true cho nên nó không cần EVA cái biểu thức ở thứ hai Cho nên mình sẽ không thấy cái từ này in ra Chỉ thấy this và true ra thôi Rồi, run Đó, thấy chưa Vậy là mình thấy rất rõ ràng hồi nãy là gì Mà nó là Uh, một cái là x or y e. quay ngược lại ha y e này nó chỉ được evaluate khi nào khi x false nó mới evaluate còn thằng x là true thì nó return về luôn x or y e bằng true chứ nó không evaluate cái thằng thứ hai đó là mình hiểu sâu thêm mình kỹ cho nên cái x và cái y này á người ta gọi nó là một cái expression tức là một cái gì đó trả về một giá trị chứ không phải cần là một cái giá trị đơn lẻ à tương tự là mọi người để chỗ này n còn vậy ha ví dụ mình để n rồi. Bây giờ and á mà nếu mà để thằng này true á thì nó mới xét xem thử cái thằng thứ hai. Tức là bây giờ mình sẽ thấy là nó in ra là this, that. Rồi, sau đó nó sẽ in ra là false, tại vì thằng này true, true và false thì nó trả về false. Nhưng mà mình thấy cả hai thằng này nó đều được execute này. Đó, this that false. Nhưng mà nếu nè, thằng này mà false một cách cái lập tức sao, nó sẽ dừng lại nó không xét thằng thứ hai dù thằng hai có true hay cái gì nó không quan trọng. Tại vì and là anh chị hai thằng phải true hết nhưng mà đã có một thằng đầu tiên false thì chắc chắn nó false rồi thì nó có cần chạy thằng thứ hai không? không? à cho nên mình run bây giờ trường hợp này mình chỉ thấy là this false cho mình không có thấy cái dash được in ra thấy chưa? vậy là mình đã hình dung ra được rõ ràng về cái lúc nãy mình nói ha tức là cứ mình hồi, hồi giờ có thể mọi người có thể đã làm với một cái chương trình lập trình trước đó, mọi người cứ nghĩ là à, 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 hoặc là có nghĩa là chỉ cần một cái đúng là trả về đúng à về thì hai cái phải đều đúng hết nó mới trả về về đúng Nhưng mà mình chưa có đi sâu có một cái bước nữa Đó chính là nó có evaluate cái second expression này không Cho nên cái đó là mình cần phải phải hiểu kỹ ha Được chưa? Thì bây giờ mình hiểu về cái thứ nhất là cái pooling operation rồi Bây giờ mình sẽ nói tới cái phần thứ hai đó là comparison Cái việc so sánh Trước khi mình đi vào cái biểu thức điều kiện chính thức á vào cái đó luôn á, thì mọi người phải hiểu về những cái liên quan là cái việc đúng hay sai Tại vì khi mình so sánh về điều kiện là mình nói về đúng hay sai Thì mình phải biết là cái việc trở về đúng hay sai nó diễn ra như thế nào đã Đầu tiên là về Pulling Operation, mọi người biết là gì? And, Or và Not Ok, bây giờ mình cứ nắm như đó trước chưa? Bây giờ mình sẽ nói về các biểu thức so sánh, các cái Comparison Operator Thì mình có 8 cái biểu biểu thức so sánh à, À, nhỏ hơn này nhỏ hơn bằng này lớn hơn lớn hơn bằng cái này dễ nhớ bằng bằng thì là hai dấu bằng được chưa còn có một dấu bằng là gì là phép gán nhớ chưa à, còn có cái dấu chấm cảm ở trước là dấu bằng nó là not equal không bằng hoặc là khác is là cái này ha cái này khi nào mà mình học sang cái bài những cái bài mà class được các kiểu á tụi sẽ nói rõ hơn à, is và is not nó xét theo cái kiểu mà theo cái kiểu mà nó gọi là object identity á nha yeah. bây giờ thì Tới cái kiến thức của bài này tôi sẽ tạm thời tụi ignore hai cái này. tôi sẽ nói sáu cái còn lại thôi. Cho mọi người hình dung được. Ok mọi người ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Nếu uh, Python file tụi sẽ đặt là comparison operator. Comparison operator. Uh, <laughs> Ở trong này ha. Mình sẽ làm đơn giản thôi. Đặt hai số ít ta x bằng 1, uh, y bằng bằng 2 để thôi ha. Rồi mình làm thì mình in ra cái này thì quá dễ hiểu ha, print. Bây giờ là x có bé hơn y hay không? Rồi tiếp tục lại x có bé hơn bằng y hay không? Bây giờ thì uh, muốn thì mình in theo cái kiểu mà có cái cái uh, format ra ha. Um, Control x ở đây. Hopefully là mọi người còn nhớ bài cũ ha, để F ở đây. Mình để là x có bé hơn x à, có bé hơn y hay không 2 chấm rồi để cái biểu thức vô x bé hơn y rồi ở đây là x có bé hơn bằng y hay không à, cái này tôi không nhắc lại là tại sao nó có cái chữ f ở đây ha từ 3 thành 3 rồi gì đó các kiểu hôm trước tôi có nói mọi người rồi ha rồi tại sao có cặp nhọn ở đây ha mình quên coi là cái trước ha à, rồi mình nói là x có bằng bằng y không tức là so sánh hai cái này x có bằng y hay không đó, đáng lẽ cái này mình để dấu hỏi đi ha thôi để cho cũng được rồi tương tự là gì à, lớn hơn chỉ có lớn hơn y hay không đó. rồi à, tiếp theo là x có lớn hơn bằng y hay không lớn hơn bằng ở đây đó mình in đây ha rồi à, tương tự là lớn hơn lớn hơn bằng rồi à, khác ha còn gì nữa không khác y hay không rồi một hai ba bốn 5, 6 đủ ha mình nói về 6 cái này trước thì sáu cái này thì nó dễ mọi người có thể hình dung được liền ha bây giờ tôi run cái file này lên đã mình thấy không ít có bé hơn y không trừ một bé hơn hai à, ít có bé hơn bằng y không True. có nghĩa là có bé hơn hoặc bằng y không thì nó true đúng không nó bé hơn hoặc bằng á thì hoặc mình nhớ nè không em bé hơn là đúng rồi một cái bằng hai không không một cái lớn hơn hai không, không. một cái lớn hơn bằng hai, không? Không. Một bằng hai không? không một có khác hai không đó thì cái này thấy không nó cũng trả về giá trị true hoặc false cho mình vậy là về cái pooling operation này and or not hoặc là cái comparison operators nó cũng trả về cho mình một trong hai giá trị là true hoặc false vậy là mình đã có chất liệu để mình đi tiếp theo cái phần của mình đó chính là conditional statement tức là biểu biểu thức điều kiện nếu đúng tôi làm cái gì nếu sai tôi làm cái gì nếu đúng rồi trong đó lại có nếu nữa thì sao ví dụ mình nói là à hôm nay là nếu uh, bạn mình uh, tới đúng 7 giờ thì mình nói chuyện với nó còn không mà nó tới tới muộn thì ok mình sẽ để lại một cái tin nhắn gì đó cho nó rồi mình về đó trong một cái câu hết sức đơn giản trong cái đời sống của mình mình cũng đã thấy gì là có cái biểu thức điều kiện ở trong đó nếu một cái gì đó đúng mình làm cái gì nếu một cái gì đó sai cái điều đó nó không đúng thì mình làm cái gì tức là mình trigger cái logic của mình dựa vào hai cái là true or false À, rồi mình sẽ nói sau sau thêm nhiều cái là à, nếu đúng thế này nếu đúng thế kia tức là không phải là mình chặt cái logic làm đúng hay sai mà nó làm nhiều đoạn nữa à bây giờ mình sẽ nói nhưng mà mọi người phải hiểu về cái các cái boolean operation và comparison operator trước ha rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái file tiếp theo <laughs> cái file này á tôi sẽ tạo là uh, new python file và tạo là conditional uh, statement hình như visa chính tả đó ta à, ok conditional statement vậy đi ha rồi bây giờ mình làm rất là đơn giản bây giờ mọi người nhớ cái sinh tắc trước đầu tiên mình sẽ nói uh, một cái đơn giản trước à, ví dụ mình nói là để thuộc cái uh, cái cái sinh tắc trước cho dễ ha các anh chị mà mình học lập từng học lập trình rồi thì cái này chắc là đơn giản nhưng mà uh, các chị em mình mới thì uh, nó sẽ hơi khó khăn để tiếp cận cho nên tự tụ cố gắng tụi nói từ từ ha mà nói là if ví dụ như this is true à nếu cái này đúng hai chấm xuống hàng thì ví dụ là mình nói là mình sẽ I do this ha and then I do that đó có nghĩa là ở trong này nè nó sẽ có một cái giống như là một cái mọi người nhớ Python là nó viết theo cái kiểu syntax tắc là cứ nó thuộc vô đầu dòng người ta gọi là uh, indentation đó nó nó thuộc vô đầu dòng như thế này tức là kẻ cái này nó thuộc cái body của cái thằng if này nếu cái này đúng nó làm cái này làm cái này luôn mình ra cái đầu dòng này á mà nó là else à, else Được chưa um, thì mình làm tức là không đúng á thì mình làm gì à, uh, I do another thing then I do this đó cái này đó, nó sẽ làm những cái này được chưa nếu đúng thì làm cái này còn ngược lại làm cái này. Nhưng mà không nhất thiết nó phải luôn luôn có else. Ví dụ nếu đúng cái gì thì tôi làm cái đó thôi, còn lại tôi sẽ is not. Bây giờ mình triển khai cái này thử ha. Mình sẽ nói về uh, cái uh, single if conditional trước. Và mọi người nhớ cái này nó gọi là một cái expression. Nha, nó gọi cái này là một cái expression. À. Mà tôi vừa giải thích ở trước cho mọi người expression là gì? Có thể là một giá trị hoặc là gì một cái biểu thức gì đó mà nó trẻ về một cái giá trị đúng không nếu mà cái expression này mà true thì tôi làm cái này được chưa bây giờ giả sử để đơn giản mình sẽ cho y chang ở trong cái block tôi viết ha ví dụ tôi sẽ đặt là my number bằng năm ở mình cho thẳng một con số này luôn rồi lát mình sẽ nói cho user nhập một con số sau. bây giờ tôi sẽ in trước một cái để cho mọi người biết là ví dụ như là out uh, out of if body ha tức là mọi người tưởng tượng là trên này nó có nhiều code ở trên đó rồi mới tới cái logic của mình ở dưới này ví dụ như là if này mình nói là my number mà bé hơn hoặc bằng 5 à, chắc chắn cái này thì mình biết nó đúng rồi đúng không cho nên mình biết là à, mình nói là print ở à, trong trường hợp này là that's true à, mình sẽ in nếu mà nó như vậy nó là that's true đó. rồi mình tụ thêm một dòng nữa để cho mọi người biết là ở trong cái này á là mình có thể là đã thuộc vô cái này là nó thuộc cái block scope của cái này cho nên là nó sẽ được thực thi ví dụ này uh, and I wanna if this line as well đó rồi enter xuống bây giờ mình không có else gì hết á giả sử nếu mà nó đúng nó thực thi cái này cho mình thôi bây giờ tôi duplicate thêm cái mua xuống cái này bỏ ra ngoài đó out of each body bây giờ mình run thử cái này lên ha run thì mình thấy này out of each body cái thứ nhất nó in ra my number bé hơn bằng 5 cái này là một cái expression 5 có bé hơn bằng 5 không nó trả đúng đúng nó trả về gì true nếu mà true thì tôi làm cái này trong trường hợp này true cho nên nó in ra gì đá true and I want to execute this line as well out of each body cái này mà muốn cho nó thuộc vô một hàng để mình thấy cho dễ chỗ này tụi uh, xuyệt ngược T vậy có nghĩa là in thuộc vô một tab tụi chạy lại mọi người thấy này đó. thì cái logic mình hiểu được ha nếu cái gì đúng này còn phải là cả cái này nè nó sẽ evaluate cái này cho mình nó trả về giá trị true hay false nha nhớ là if nó chỉ nhận là true or false ok cho mọi người rồi bây giờ giả sử cái này nếu không đúng à, mà nói là else tức là nếu mà cái đó nó không đúng thì tôi làm hai cái này à, tức là con số my number của tôi mà nó không bé hơn hoặc bằng năm tức là nó lớn hơn năm thì nữa thì tôi nói là that's wrong à, and I want to execute this line as well trong trường hợp này mình run ha mình sẽ không thấy hai cái dòng này nó được in ra tại vì sao cái logic L là cái logic là gì còn lại tức là không phải nó bé hơn bằng 5 thì nó lớn hơn 5 chị nữa nhưng mà trong trường hợp này nó có đúng không cho nên là nó không thực thi em có nghĩa còn lại được chưa nếu mà đúng ý, thì tôi làm cái này còn lại á, ngược lại á, thì tôi làm cái này bây giờ mình run thì kết quả nó như cũ thì chiếc else này không đúng nhưng mà giả sử tụ chuyển cái con số này sang con số 6 thì nó vô này 6 có bé hơn bằng 5 không không cho nên cái này false cho nên nó sẽ trẻ gì vì nó không bé hơn bằng 5 cái đó false cho nên tôi sẽ làm cái trong L blocks này mình sẽ in ra ha mình thấy không that's wrong and I wanna execute this slide well là nó kêu cái này đó là mọi người hiểu được cái single if và có thêm một cái cái else cho nữa trong trường hợp này ha bây giờ mình cho cái này động đi xem thử uh, uh, mình input một con số vô mình có nghĩa là mọi thứ mình để y chang hết á nhưng mà cái con số này nè mình không có để là một cái con số hardcode code nữa mà mình nói my number và mình gọi cái hàm gì input. À mình nói là please input uh, a number. Đó mình để ở đây mình nháy nháy để ở cái này. Đó thì khi mà input cho một cái lập tức mình so sánh là cái my number ở đây thì lúc này nó sẽ động à cái này uh, nó nói là expected string a cái này khi mà nhập cho input cho nó sẽ lấy string cho nên cái này là my number tôi sẽ đặt là my number gạch dưới string đi ha và tôi sẽ chuyển nó ngược lại là integer bằng gì à, không biết là bài trước mọi người nhớ không my number ở đây sẽ bằng tôi sẽ dùng integer chuyển giùm cho tôi cái my number string thì nó sẽ chuyển qua được à, bây giờ tôi run ha control r nó biểu là nhập cho con số thì nhập cho con số 1 thì nó bảo là đây that is true I want to excuse this class well có nghĩa là cái này nè hoặc là mình in vô là chỗ này cho nó rõ luôn nè um... ở chỗ này mình in format ha F uh... chỗ này là cái my number của mình tức là cái user input đó is less than uh... is less than or equal uh, 5 được chưa rồi cái này mình hiểu rồi cho nên mình delete cái này luôn hay ha rồi cái này á thì mình sẽ yên cái này copy cái dòng này xuống delete cái này mua con chuột trên máy mát là command D còn trên máy Windows thì mọi người search cái hotkeys ha cái đó nó cũng đơn giản ha rồi tụi replace bằng cái này number is greater than cái này không all equals luôn greater than 5 rồi bây giờ mình run again ha bỏ hai cái này luôn mình hiểu là cái trên nó có thể có code nó thực thi rồi, ở dưới cũng vậy sau khi cái conditional statement này nó 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 được thực thi rồi input number 1 này nó bảo là 1 is less than or equal 5 lát mình sẽ nói là multiple if else thì mình sẽ xử lý cái này luôn ha nếu mà mình mình cho bằng thì sao nhỏ hơn thì sao lớn hơn thì sao ha được chưa rồi bây giờ mình run again Uh, ví dụ mình cho con số 5 đi đó thì nó vẫn đúng cái này được chưa bây giờ mình cho con số 6 đi up <laughs> oh, sorry 6 đi enter 6 is greater than 5 thì mọi người thấy chưa đó. vậy là mình đã trigger được một cái logic gì nếu cái này đúng thì tôi làm gì còn không thì tôi làm cái cái khác và nếu mình bỏ cái else này ra thì mọi người biết đúng không nếu mà nó đúng thì làm cái này còn lại nó is not hết nó không có làm cái gì hết cái khác được chưa đấy là cái người ta gọi là conditional statement À, bây giờ giả sử cái um, không những if else đơn thuần mà nó có if rồi else rồi else condition tức là bây giờ logic của mình nó không phải chặt ra hai phân đoạn bên trái là đúng bên phải là sai nữa mà nó chặt ra tới ba phân đoạn ví dụ mình muốn là nếu mà con số này nó nhỏ hơn 5 thì in ra là nó less than 5 nếu mà nó equal 5 thì nó là equal 5 còn cái còn lại cuối cùng mà không đúng hai trường hợp thì nó bảo là chỉ có sao lớn hơn 5 thôi đúng không cho nên chỗ này á người ta là nếu mà trong trường hợp này nhỏ hơn 5 thì làm gì is less than 5 rồi mình muốn có một cái logic ở bên giữa nữa chỗ này á mình nói là lx mọi người thấy lx này ha lx cái gì my number mà bằng 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 5 đó mình dùng cái gì comparison operator mình vừa học á hai chấm tôi làm gì uh, duplicate thằng này lên move xuống dưới cái scope này thì lấy cái dòng này uh, is is score is e score 5 còn lại else tức là không có đúng trong hai trường hợp này tức là cái cuối cùng này thì greater than 5 thì cái logic của mình bây giờ nó chặt ra làm ba đoạn à, vậy thì ở giữa này nha mọi người chú ý là mình có thể để nhiều cái else else if, if tùy mình tùy bao nhiêu cái logic của mình mà mình để vô được chưa bây giờ mình run lại xem từ cái chương trình của mình run như thế nào ha đầu tiên bằng một à, less than 5 control R để bằng 5 equal five control error để cho con số 6 rồi greater than five vậy là mình thấy là à, cái conditional statement này mình có thể có nhiều cái phân đoạn như vậy và mình có thể có nhiều cái elif elif à nhưng mà mọi người nhớ nè cái elif và cái l của nó nó không thể nào đứng mà without if ví dụ mình remove hết hai cái thằng này một mình if nó đứng ok không sao hết single if statement nhưng giả sử tự nhiên cái mình remove cái thằng if này mình để else thì nó sẽ báo lỗi tức là nó không biết else là cái gì hết else là của cái cái else gì phải có cái if mới có cái else à hoặc là tương tự tự nhiên mình để else một mình này không không có được à cho cái đó là mình cần cần chú ý về cái mặt syntax cho mình run ra là nó sẽ báo về mặt syntax à về error được chưa à, thêm một cái cuối cùng nữa trong bài hôm nay tôi muốn chia sẻ mọi người nó gọi là nested condition statement. À, rồi à, bây giờ à, ví dụ như là trong cái trường hợp mà cái con số người ta nhập vô bảy tháng năm, mình muốn xét nó là số chẵn hay số lẻ. Nếu mà số chẵn thì mình in ra là à, số đó là số chẵn. Còn không á, thì mình in ra nó là số lẻ. Chỉ cho mình muốn là chỉ cho một trường hợp mà con số mình nhập vô bé tháng năm thôi. Còn những cái này mình không quan tâm. À, thì giả sử mình muốn thêm cái logic đó vô thì làm sao mà nó ok nếu bé hơn năm thì in ra đầu tiên là nó bé hơn năm cái đã nhưng mà vô đây mình tiếp tục này If ít cái gì If mà my number mà không có chia hết tức là chia hết cho hai á tức là chia hết cho hai là mình dùng gì phần trăm hai tức là chia lấy phần dư được chưa còn mà suyệt như thế này là chia lấy phần phần nguyên à trong trường hợp này mình dùng phần trăm hai mà nó bằng bằng không chia không có dư thì sao mình sẽ in ra cái gì print à, print um, mình sẽ print thêm là thiếu cái này thiếu dấu hai chấm ha mình nói là and it is a, uh, cái này xuyệt t cho ha xuyệt t trong cái cho nó bằng ở trên and it is a, uh, even number số chẵn à, còn else à, được chưa trong trường hợp này mình nói else thì nó nó không phải số chẵn thì là nó số lẻ chứ số gì nữa được chưa mình có thể là nói là nếu là không rồi các kiểu ở trong này nữa nhưng mà ở đây thì mình chỉ biết symbol ha rồi else thì mình sẽ in ra là gì it is a odd number tức là số lẻ cho bây giờ mình run thử ha đầu tiên mình nhập dòng số 1 số 1 là số lẻ chứ nè nên ra là một is less than 5 and it is a odd number đây số lẻ bây giờ mình nhập dòng số 2 thử ha nhập dòng số 2 nó báo gì 2 is less than 5 and it is a even number à, vậy là mình thấy là ở trong if else của mình này hoàn toàn mình để vô có if else khác thì cái này nó gọi là nested condition à, thì bây giờ giả sử mọi người hỏi là khi nào mình dùng thì cái câu trả lời của tụi tôi tụ sẽ không có câu trả lời cho mọi người mà tùy vào cái bài toán của mình mà mình sẽ biết là à, ở trong này nó có if else thêm nữa hay không được chưa vậy là bài hôm nay mình nói về uh, condition uh, conditional statement biểu thức điều kiện nhưng mà cái cốt lõi của biểu thức điều kiện nó chỉ được trigger là gì một cái gì đúng hoặc là sai mà một cái gì đúng hoặc sai trong lập trình nói chung và trong bài thành nói riêng thì nó được trả về từ boolean operation trong bài thành nó gọi là and or not và quan trọng nhất là mình phải biết là à cái vé thứ hai khi nào nó được thực thi ở trong and or not ok rồi à, nó còn được trả về từ một trong tám cái tiểu thức Uh, so sánh trong trường hợp này trong bài này tụi đã lược bỏ bớt hai cái tại vì mình chưa có đủ cái uh, chất liệu để mình nói cái đó khi mà tới phần cái bài mà phần class object cho các kiểu tôi sẽ nói sau cái đó tức là is và is not cho mọi người mình chỉ có nói trước sáu cái đó là nhỏ hơn nhỏ hơn bằng bằng lớn hơn lớn hơn bằng và khác là sáu cái đó ha thì nó trở về true hoặc false thì từ những cái này ấy, mình sẽ trả về để mình trigger cái logic của mình ha thì cả cái ở trong if này nó gọi là một cái expression uh, statement tức là một cái gì đó trả về một giá trị chứ không phải nhất thiết là một giá trị đơn. <laughs> và tương tự ở trong comparison này cũng vậy. với trái hay với phải gì cũng là một cái expression. Và trong trường hợp này tôi để demo luôn cho mọi người là à nó gọi hai cái function để nó thực thi, và mỗi function này nó trả về một cái giá trị gì đó. Ok. Vậy là bài hôm nay mình vừa đi xong về cái phần conditional uh, statement À, bài tiếp theo thì mình sẽ nói à, về một cái cái rất là cơ bản tiếp theo nữa đó là cái vòng lặp ở trong bài thần nó như thế nào à, ok bye for now và see mọi người ở trong next video